Xin chào quý khán giả đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, nơi chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn biệt thự mặt tiền đường thuộc đường Trung Mỹ Tây, thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại trục đường Tô Ký cũng như là trục đường Nguyễn Anh Thủ. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 6m và chiều dài căn nhà mình đến 20m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và tới 4 tầng lầu. Thiết kế có thang máy. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân khoảng 5m để mình để xe hơi. Mình sẽ có tới 5 phòng ngủ chính và tới 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và mình có tới 2 sân thượng. Cũng như đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì đang có hướng là hướng Tây, của cái hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch và đây là con đường ở phía trước của căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trên con đường rộng lên đến 10m, xe hơi xe tải là di chuyển qua lại cũng như là tránh nhau rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với căn nhà mặt tiền đường Trung Mỹ Tây thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cùng nhìn lại các khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho hàng. Về một căn nhà nằm gần với lại trường học Trần Cao Vân thuộc đường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp. Bên cạnh thì mình có thêm một bộ cửa 2 cánh cũng được làm bằng nhôm đúc mạ đồng để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong, mình sẽ đến với lại một cái khoảng sân khoảng 5m để mình để xe hơi cũng như là xe gắn máy. Khoảng sân này thì cũng được các chị ốp gạch đá cao lên khoảng hơn 1m và phía bên trên thì cũng được chuẩn bị anh chị lập mái che chắn để mình để xe hơi vào bên trong căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên trong lại một lần nữa để di chuyển vào khu vực bên trong, khu vực không gian phòng khách của căn nhà để giới thiệu khách hàng về một căn nhà chỉ với giá 10 tỷ 300 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp được thiết kế có thang máy rộng tải lên đến 500 kg, di chuyển từ tầng trệt lên đến tầng thượng để thuận đến hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa tới 6 cánh để bảo vệ cho căn nhà của mình với hai lớp cửa, và bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách căn nhà. Thì với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được ốp nhựa hoa văn gỗ, hoa văn đá cao lên khoảng hơn 1m và được anh chị đóng cho mình có tủ rượu. Và bên trên mình có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng như mảng chỉ nổi sơn nhũ đồng, trang trí rất là đẹp và đang được anh chị ở nhà hoàn thiện. Và với căn nhà mình đang có bề ngang lên đến 6m và chiều dài căn nhà mình lên đến 20m. Một căn nhà thiết kế rất là rộng và được các chị thiết kế cầu thang bộ với cầu thang máy nằm đối diện là với nhau. Và toàn bộ cửa cũng như là tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất là đẹp với mặt đá hoa cương, đá mắt bồ, đá nhập khẩu. Và di chuyển ra khu vực phía sau, mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Với tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình cũng được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và mặt đá hoa cương. Không gian phòng bếp rất là rộng, được anh chị ốp nhựa hoa văn đá cao lên kín tường. Phía bên trên mình có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng và những cái mảng hoa văn chỉ nổi sơn nhũ đồng cũng đang được anh chị trong nhà hoàn thiện. Và phía sau mình sẽ có một khoảng sân để lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà, và được anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường. Mình có một cái nhà vệ sinh ở bên cạnh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và chỉ với giá 10 tỷ, hơn 10 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã có bề ngang lên đến 6m và chiều dài căn nhà mình lên đến 20m, được các chị thiết kế có thang máy và là căn nhà mặt tiền đường, thuận tiện cho khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với căn nhà mình thì đang có hướng là hướng Tây, của khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực lầu 1 của căn nhà, thì đến với lại không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 căn nhà. Căn nhà mình thì đang có hướng là hướng Tây Bắc, của khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là khu vực cầu thang máy căn nhà mình đang được lắp ráp. Và di chuyển vào bên trong khu vực không gian phòng ngủ căn nhà mình thì phía trước mình sẽ có cửa để đi ra ban công phía ngoài vui chơi và hóng mát, với khoảng sân ở phía trước rất là rộng và được các chị làm bằng lan can nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp. Và với mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện, và kệ để tivi cũng như những mảng tường
được ốp kệ tivi trang trí rất là đẹp. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh căn nhà. Và với căn nhà mình thì được cái gì thiết kế nhà vệ sinh rất là rộng. Bên trong mình có hệ thống lavabo bàn cầu, vách ngăn tấm kính và vòi sen thuyền và sân tắm massage. Với căn nhà được thiết kế có tới 5 phòng ngủ thì được anh chị thiết kế 4 phòng ngủ là na ná giống nhau. Cho nên là nhà đất Hoàng Tín xin quay sơ video sơ qua để khách tham quan. Với căn nhà được thiết kế có giếng trời, cửa sổ mở ra khu vực phía sau, lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Và căn nhà mình là căn nhà mặt tiền đường Trung Mỹ Tây, thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với trục đường Tô Ký cũng như là trục đường Nguyễn Ánh Thủ và gần với lại quốc lộ 2 bến xe An Sương, thuận tiện đến hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung, con đường Trường Chinh. Và với căn nhà đang có hướng là hướng Tây Bắc, phù hợp cho hàng trục mệnh Tây Tứ Trạch. Với căn nhà có diện tích là ngang tới 6m và chiều dài lên đến 20m, được các chị xây dựng cũng như là đúc kiên cố tới một trệt và tới 4 tầng lầu. Với công năng sử dụng, căn nhà mình có tới 5 phòng ngủ chính và tới 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, và mình có tới 2 sân thượng. Cái sân thượng ở lầu 3 và một cái sân thượng ở lầu 4 của căn nhà. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện với vách ngăn tấm kính. Cửa thì được anh chị thiết kế với bản nguyên khối rất là đẹp. Và hành lang được lát những cái mảng đá thảm rất là đẹp. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp cũng như là rộng rãi và thoáng mát. Với một căn nhà mặt tiền đường có thang máy, thì khách hàng đã xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, những anh tay liên hệ về theo số điện thoại đơn thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đưa hàng đi xem, chỉ với giá 10 tỷ 300 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sống ngay cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Với một căn nhà được thiết kế có thang máy, nằm sát quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và chỉ cách quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tầm cỡ khoảng độ 3 đến 5 phút đi xe gắn máy thôi, với trục đường Quang Trung nối dài Tô Ký và về trục đường Trung Mỹ Tây, thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực không gian phòng số 5 của căn nhà. Thì phòng này thì anh chị thiết kế thì gia đình mình có nhu cầu làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ thì cũng rất là thuận tiện, đã được anh chị đi sẵn coi như là hệ thống máy lạnh cũng như là có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Và với căn nhà được thiết kế cũng có rất là nhiều những hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp. Hệ thống đèn là chiếu sáng, lan can được làm bằng cắt nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian phòng số 5 căn nhà. Và cầu thang máy căn nhà mình thì di chuyển đến tận sân thượng nên thuận tiện với khách hàng mua ở và mở phòng công ty. Sau mình sẽ có một cái khoảng sân cũng được các chị đúc kiên cố để sau này mình có nhu cầu làm thêm phòng thì cũng rất là thuận tiện, và có khu vực để máy giặt, nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện với đầy đủ nội thất bên trong, và cũng được các chị thiết kế khung bảo vệ rất là kiên cố và chắc chắn. Di chuyển lên sân thượng thứ hai căn nhà mình sẽ có tới 2-3 cái sân thượng để gia đình sử dụng rất là thuận tiện. Bên trên này thì mình có thêm 2 cái sân thượng, và với cầu thang máy cũng di chuyển lên đến tận sân thượng, cho nên là thuận tiện cho cả mua ở và bán phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề. Đây là khoảng sân thượng ở phía sau căn nhà, và căn nhà mình thì nằm gần với lại trường học Trần Cao Vân, với lại Ủy ban Nhân dân và Công an, cũng như là phía xa xa một chút xíu đó là cái trung cư của công ty đất xanh thuộc trục đường quốc lộ 1A. Và đây là khu vực phía trước căn nhà, sẽ có một khoảng sân rất là lớn ở phía trước, và khoảng sân này thì cũng thấy trồng cây vui chơi hóc mát và phải ăn nhậu cuối tuần cũng như là mở tiệc và kinh doanh quán cà phê rất là tuyệt vời. Với cầu thang máy đi lên tận sân thượng,
và chỉ với giá 10 tỷ 300 triệu đồng, còn thương lượng là khách hàng sẽ sống ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.